Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất tháp lùn mini rất là đẹp. Tại sao gọi là mini? Bởi vì nó rất là nhỏ. Cây này thì có thể để phòng khách, phòng làm việc, rất là đẹp. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên các bạn nhé. Mình tiếp tục để số điện thoại của chủ vườn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn điện trực tiếp vào số máy đó. Để quý vị các bạn thấy trên màn hình là lá rất xanh, quả to đẹp mã sáng. Mình dẫn quý vị và các bạn đi vòng để tham quan cái vườn quất này.